và Diễm Loan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình Công nhân Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh số phát sóng ngày 2 tháng 7 năm 2024. Kính thưa quý vị khán giả, trong thời gian qua, bên cạnh các hoạt động chăm lo về vật chất để hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người lao động vượt qua khó khăn, thì các sân chơi về tinh thần cũng được các cấp công đoàn thành phố quan tâm chú trọng. Đã có nhiều hội thi sôi nổi được tổ chức nhằm tạo sân chơi vui tươi cho các anh chị đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, người lao động Bên cạnh đó còn tạo điều kiện để các anh chị có cơ hội được bồi dưỡng những kỹ năng hữu ích, phát huy được tài năng và sở thích của bản thân nữa. Và tất cả những thông tin ấy sẽ có trong chuyên mục theo dòng sự kiện ngay sau đây. Xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Thưa quý khán giả, vừa qua, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát đánh giá kết quả 15 năm thực hiện nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 3 năm thực hiện nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới với Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh Tại buổi làm việc, các đồng chí đại diện các ban chuyên đề Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và Liên đoàn Lao động các quận huyện cũng đã lần lượt báo cáo kết quả đạt được trong việc thực hiện nghị quyết số 20 và 3 năm thực hiện nghị quyết số 02. Bên cạnh đó, đồng chí Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đã có kiến nghị với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam các vấn đề về tăng cường hỗ trợ tài chính để công nhân có thể tham gia các khóa đào tạo, nâng cao trình độ học vấn và tay nghề, đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển các khu nhà ở xã hội, nhà lưu trú và nhà trẻ cho con công nhân, đảm bảo người lao động có điều kiện sống tốt hơn, tăng cường bộ dưỡng, phát triển đảng viên từ lực lượng công nhân lao động, nhất là công nhân trực tiếp sản xuất, nâng cao năng lực quản lý, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động. Phát biểu kết luận chương trình, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đánh giá cao Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh trong việc tổ chức thực hiện, triển khai tốt hai nghị quyết. Ngoài ra, các cấp công đoàn thành phố cần quan tâm chú trọng hơn về trình độ học vấn, ý thức trách nhiệm của người lao động, cố gắng hạn chế để người lao động có thu nhập bấp bênh, để người lao động an tâm làm việc, hạn chế rút bảo hiểm xã hội một lần. Sáng ngày 25 tháng 6 vừa qua, Liên đoàn Lao động Thành phố đã tổng kết tháng công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề Đoàn kết công nhân triển khai nghị quyết. Trong tháng công nhân năm nay, các cấp công đoàn thành phố đã tổ chức 1.222 cuộc tuyên truyền đến đoàn viên người lao động về nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp với 252.030 người tham dự tích cực vận động đoàn viên và người lao động tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết đại hội công đoàn và hành động của đoàn viên người lao động do tổng liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức có 11.033 công đoàn cơ sở tổ chức hoạt động tháng công nhân năm 2024 bên cạnh đó công đoàn thành phố đã thành lập 197 công đoàn cơ sở kết nạp 35.067 đợt đoàn viên tháng 5 thành lập được 12 nghiệp đoàn cơ sở với 899 đoàn viên trong tháng công dân năm nay các cấp công đoàn thành phố đã tổ chức 222 chương trình cảm ơn người lao động chăm lo cho 31.207 đoàn viên người lao động với tổng số tiền hơn 156 tỷ đồng trong đó tri ân 27.559 đoàn viên công đoàn người lao động tiêu biểu có sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại giá trị làm lợi cho doanh nghiệp và sự phát triển của cơ quan đơn vị với 3.725 công trình số tiền làm lợi hơn 222 tỷ đồng các mô hình chăm lo cho đoàn viên người lao động tiếp tục được phát triển, hoàn thiện, mang đậm dấu ấn của tổ chức công đoàn, được lan tỏa mạnh mẽ ở các công đoàn cơ sở như đối thoại tháng 5, máy ấm công đoàn, ngày hội công nhân, phiên chợ nghĩa tình, ngày hội vì sức khỏe người lao động, chương trình phúc lợi đoàn viên, ngày hội nữ công nhân năm 2024. Trong đó nổi bật với mô hình điểm dừng chân cho đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm truyền thống và xe công nghệ trên địa bàn thành phố. Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố đã trao tặng bằng khen cho 57 tập thể có nhiều thành tích trong hoạt động tháng công nhân lần thứ 16 năm 2024. Và tiếp tục với chuyên mục theo dòng sự kiện, xin được kính mời tất cả quý vị khán giả cùng đến với thông tin tiếp theo. Ngày 26 tháng 6 vừa qua, Liên đoàn Lao động Thành phố Hú đã tổ chức hội nghị tuyên dương các gương tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và tổng kết tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 tại hội trường Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hú, Hồ Chí Minh. Trong tháng hành động vì an toàn vệ sinh lao động kết hợp với tháng công nhân lần thứ 16, các cấp công đoàn thành phố đã thực hiện có hiệu quả các chương trình như thực hiện ngày chủ nhật xanh với 331.712 lượt công nhân viên chức lao động tham gia, tổ chức 35.490 buổi tuyên truyền về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy với các hình thức đa dạng, tổ chức hội thi trực tuyến tìm hiểu về công tác an toàn vệ sinh lao động cấp thành phố thu hút 80.835 thí sinh tham gia chăm lo tặng quà cho 1.271 công nhân bị tai nạn lao động với tổng kinh phí chăm lo 741 triệu đồng, chăm sóc sức khỏe cho 5.061 công nhân viên chức lao động với tổng kinh phí hơn 3,4 tỷ đồng. Dịp này đã có hai tập thể vinh dự nhận được bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 4 tập thể nhận được cờ thi đua, 42 tập thể, 34 cá nhân được nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố trong phong trào xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động Thành phố cũng đã biểu dương 11 tập thể đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024, tôn vinh 234 gương công nhân viên chức lao động tiêu biểu trong phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo và trao giải thưởng hội thi trực tuyến tìm hiểu về công tác an toàn vệ sinh lao động cấp thành phố năm 2024. Hôm nay tôi là rất là vui ở trong hội nghị Tuyên Dương của Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thì tôi cũng rất là vinh dự nhận được một cái giải thưởng là lao động giỏi, lao động sáng tạo. Rất vui, rất tự hào sau những nỗ lực ở trong công tác. Trong cái buổi ngày hôm nay thì cũng tôi cũng rất là muốn lan tỏa một cái thông điệp đối với các công đoàn viên rằng là hãy cố gắng trong công tác để được sự ghi nhận của các cấp công đoàn cơ sở cũng như là Liên đoàn Lao động thành phố. Nhân tuần lễ kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 vừa qua, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh đã cử nhiều đoàn công tác đến thăm hỏi và chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí tại thành phố Hồ Chí Minh, qua đó thể hiện sự tri ân, sự đồng hành sát cánh của các cơ quan báo chí đối với hoạt động của các cấp công đoàn thành phố trong thời gian qua nhằm chung tay chăm lo thiết thực hiệu quả và sâu rộng hơn nữa đối với đoàn viên người lao động của thành phố mang tên bác. Trong buổi sáng ngày 19 tháng 6, đoàn công tác do đồng chí Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi chúc mừng các đơn vị báo chí như Báo Lao động, Báo Pháp luật, Báo Thanh niên, Báo Phụ nữ, Tạp chí Lao động và Công đoàn Buổi chiều cùng ngày, đoàn công tác do đồng chí Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi và chúc mừng các cơ quan báo chí, ban tuyên giáo thành ủy, báo Người lao động, báo Tuổi trẻ, văn phòng đại diện báo Lao động Thủ đô tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong chuyến thăm hỏi các đơn vị thông tấn báo chí, các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh đã gửi lời chúc mừng những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong thời gian qua đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ phóng viên biên tập viên của các đơn vị báo chí trong công tác thông tin tuyên truyền về phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động của các cấp công đoàn thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, bày tỏ hy vọng trong thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành sâu sát cùng các hoạt động của công đoàn thành phố. Thưa quý vị khán giả, nhằm động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố, vừa qua, Liên đoàn Lao động thành phố đã phối hợp cùng Công an thành phố tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức lao động và cán bộ chiến sĩ công an trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018-2023. Tại hội nghị, đồng chí Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đã báo cáo trong 5 năm qua, các cấp công đoàn thành phố đã phối hợp cùng Công an Thành phố Thủ Đức, Công an các quận huyện triển khai nhiều chương trình, kế hoạch quan trọng và hiệu quả, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân và quốc phòng toàn dân vững chắc tiêu biểu như các mô hình tổ công nhân tự quản khu nhà trọ, tổ công nhân đường phố phòng chống tội phạm, nghiệp đoàn xe ôm tự quản phòng chống tội phạm, camera giám sát an ninh trực tự và nhiều mô hình hiệu quả khác. Bên cạnh đó, hàng năm, công an và liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều hoạt động phong phú thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân lao động và các tầng lớp nhân dân tham gia. Dịp này, Liên đoàn Lao động và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã biểu dương khen thưởng 153 tập thể cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn 2018-2023. Vừa qua, Chi hội Luật gia Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội Chi hội nhiệm kỳ 2024-2029. Tại Đại hội, các thành viên trong Ban chấp hành Chi hội Luật gia Liên đoàn Lao động Thành phố đã báo cáo tổng kết hoạt động của Chi hội nhiệm kỳ 2017-2024. Các luật gia cũng đã thảo luận, trao đổi, phân tích những ưu điểm, những mặt còn hạn chế trong công tác hoạt động trong thời gian qua, từ đó rút kinh nghiệm đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nghị quyết Đại hội Chi hội nhiệm kỳ 2020 2024-2029. Dịp này, đại hội đã bầu ban chấp hành chi hội luật gia Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 5 luật gia. Ban chấp hành chi hội đã họp và bầu luật gia Huỳnh Thị Ngọc Liên giữ chức chi hội trưởng. Chi hội luật gia Liên đoàn Lao động Thành phố cũng đã khen thưởng cho đại diện tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2017-2024. Thưa quý vị khán giả, vào ngày 21 tháng 6 năm 2024 vừa qua, tại Cung văn hóa lao động thành phố, Công đoàn ngành y tế thành phố đã tổ chức chương trình kỷ niệm 23 năm Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 năm 2024 và kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Ban Cán sự Phụ nữ lao động, tiền thân của Ban nữ công công đoàn ngày nay. Trong chương trình Công đoàn ngành Y tế thành phố đã tuyên dương 109 gia đình tiêu biểu hạnh phúc năm 2024 là các gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, nuôi dạy con ngoan học giỏi thành đạt, có nhiều thành tích trong công tác điều trị, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, đồng thời trao giải cho 30 cháu thiếu nhi là con em nhân viên y tế đã tham gia hội thi vẽ trang trí túi sách thành phố nơi em sống thanh bình năm 2024 và trao giải hội thi dân vũ ngành y tế năm 2024, thể dục thể thao để khỏe, đẹp, hạnh phúc được tổ chức trước đó. Bên cạnh đó, công đoàn ngành cũng đã tổ chức buổi tập huấn chuyên đề tăng cường công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc trong đoàn viên người lao động năm 2024 cho gần 300 cán bộ đoàn viên công đoàn. Dịp này, Công đoàn Ngành Y tế thành phố đã thực hiện ký kết chương trình Phúc lợi đoàn viên với Công ty Cổ phần Nasaco tổ chức các chương trình khám sức khỏe cho công nhân viên chức lao động trong ngành, thực hiện chương trình chăm lo cho các cháu thiếu nhi có cha mẹ là nhân viên y tế đã hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Công đoàn ngành y tế đã tổ chức trao tặng 4 phần quà trị giá 3 triệu đồng một phần. Công ty cổ phần NASACO cũng trao tặng mỗi cháu phần quà trị giá 840.000 đồng. Diễm Loan nè, vừa qua thì một hội thi vô cùng hấp dẫn đã được Liên đoàn Lao động quận 6 phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao quận 6 tổ chức dành cho những đoàn viên người lao động yêu thích công việc dẫn chương trình. Đây là một trong những hoạt động của các cấp công đoàn thành phố tổ chức cho anh chị đoàn viên được phát huy tài năng, sở thích của mình. Chắc chắn là không khí của ngày hội rất sôi nổi đúng không Tấn Khoa? Đúng rồi đó Diễm Loan. Và ngay sau đây xin mời quý khán giả và Diễm Loan chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cảm xúc của thí sinh tham gia dự thi và nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng của hội thi để biết hội thi đã diễn ra sôi nổi như thế nào nhé. Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời của mình tham gia một cái cuộc thi làm dẫn chương trình và mình cũng đến với cuộc thi một cách rất là bất ngờ. Mình cũng muốn chứng minh cho cái học trò của mình thấy một cái điều rằng không bao giờ là quá muộn để thực hiện ước mơ của mình và hôm nay mình đã thử và đã vào vòng kết mình rất là hạnh phúc bởi vì mình được trải nghiệm mình xin gửi lời chân thành cảm ơn đến công đoàn quận 6 đã tổ chức cái cuộc thi này một sân chơi rất là bổ ích mình rất là vui khi mà được làm một cái thí sinh của chương trình người dẫn chương trình năm 2024 và rất là tự hào khi được thay mặt đơn vị của mình để uh, dự thi. Trước khi đến chương trình thì mình đã chuẩn bị rất là kỹ về những cái uh, kiến thức này, kỹ năng để uh, uh, là một người dẫn chương trình, là một MC của quận 6. Vòng chung kết của hội thi Người dẫn chương trình quận 6 với chủ đề Quận 6 50 năm phát triển và hội nhập đã được diễn ra với sự tranh tài của 13 thí sinh là cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn quận 6 đây là những thí sinh có phần thể hiện xuất sắc nhất trong 47 thí sinh dự thi ở vòng sơ kết được tổ chức trước đó. Vòng chung kết đã diễn ra với 3 phần. Phần 1, các thí sinh viết lời dẫn và dẫn một chương trình văn nghệ. Phần 2, thí sinh trình bày không quá 4 phút về chủ đề quận 6, 50 năm phát triển và hội nhập. Phần 3, thử thách các thí sinh với những câu hỏi xử lý tình huống đến từ ban giám khảo. Sau quá trình chấm điểm công tâm, ban giám khảo đã trao một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và bảy giải khuyến khích cho các thí sinh có phần thể hiện xuất sắc nhất hội thi nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh cho đoàn viên người lao động thể hiện tài năng đam mê cũng như tìm ra những gương mặt mới trong lĩnh vực dẫn chương trình nhằm phục vụ các chương trình lễ hội tại quận và các cơ sở Kính thưa quý vị khán giả, những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Tấn Khoa và Diễm Loan xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình truyền hình Công nhân Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phát sóng lúc 7 giờ 40 phút thứ ba tuần sau trên kênh HTV9.